Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Khởi nghiệp Dạ đừng lo, có anh chứng khoán lo vâng. được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Em xin mời nhà gái. Nghe nhà gái hú hét thấy không khí rồi ha. Mời nhà trai. Mời em trai ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Duyên nợ có hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm. Năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. Mời em trai. Chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Anh Khoa, 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn. Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình sin mà cứ sống nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng không rồi. Ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nhõng nhẽo khi mà yêu đương thôi. Còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Chịu đựng đúng không? Vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được. Dạ ha. Đúng. Nhớ nha. Dạ. Còn em ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các dòng tiền về đầu tư. Tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em chỉ anh này mua mã nào đâu. Cho em thì hiện tại thì nếu mà được thì mua cứ mua ngân hàng thôi. Nay lãi suất không còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ tiếp tục lại nữa. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt. Dạ chứ. Bữa nay đi làm là không có lương đâu ạ. Cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư ạ. Mình làm mai làm mới là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền ạ. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt. Thiệt đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Chào Pino. Hả? Chào Pino là chào mọi người. Chào Pino. Chào Pino. Chào Pino. Pino. Cháo bí nọn. Dạ. Cháo bí nọn là cháo nấu với bí nọn. Dạ cháo... đúng rồi. À giờ cháo bí nọn á. Dạ. Hồi nãy em chưa nói về công việc của mình á, nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Khởi nghiệp. Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Em đang stop mảng gì vậy? Dạ mảng giáo dục ạ. Em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Vô. Ngon lành. Ủa thấy chưa? Mở đào ra luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi. Hai người này sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Chào qua để chào nhà trai. Chào cái coi nhà trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. Múp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá hả? Trời, múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Ừ. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa sao vậy chị? Ngày nào cũng gọi điện thoại á. Gọi điện thoại hả chị? À mua lỗ rồi. Ổng xuống mua 40 còn xuống. Mua 40 xuống còn 14 lỗ. Trời. Wow. Do không đúng thời điểm mà chị. Mày mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi. Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế đi mà mình phải lên tới trên đây vậy? Em cũng trải qua tầm 3 mối tình. Mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay. Mối tình thứ hai thì em quen bạn đó hồi đầu năm đại học. Gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền, làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, em lo làm quá thì mệt quá thì em lại không nhắn tin. Bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em rồi, luôn. Rồi cái yêu bạn thân em lúc nào không biết đâu. Trời ơi. Mối tình thứ ba là sao? Kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số vô. Thì bạn đó cứ viện lý do là
muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn thì em cũng kêu thì cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn đó cũng không chịu. Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không, thì cái mối tình vừa rồi á thì nói chung là cả hai cũng có một thời gian sống chung với nhau. Trời ơi, sống chung rồi hả? Không, ý là có qua lại nhà cửa với nhau. Nói thôi. Sống chung thì sống chung đi. Rồi cái thì cũng có hỗ trợ bạn. Nhưng mà cuối cùng sao chia tay nè? Mày nói về quê rồi có bị dịch Covid rồi kẹt lại dưới đó rồi không hiểu sao cưới một bạn như vậy. Vậy là có cái bạn kia sửa nhà rồi cho ba má ta rồi. Ông sửa sớm thôi chứ. Ta phải có cơ hội ta sửa liền chứ. Nhà ở Đắk Lắk có hư gì không? Nhà con ở Đắk Lắk thì không hư gì, nhưng mà nếu anh muốn sửa thì em... Em kiếm nhà cho anh sửa đúng không? Tình hình cái ba mối tình nó phức tạp vậy đó. Còn nhà gái sao? Dạ, con cũng trải qua ba mối tình. Ngắn nhất thì đâu mấy tháng. Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm ạ. Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu. Mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. Vậy là cũng chưa gì sâu sắc. Nói tóm lại bên kia mới sâu sắc à. Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Ừ. Cách đây được 2 năm rồi bố mẹ. Tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này. Thế chắc rồi. Là về nơi. Con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không? Thế con có thấy hẹn hò với anh nào không? Về nhà thăm nhà thì bố mẹ về cả họ hàng cũng hay bảo là chưa rồi con Lâm khéo phải đi bạn muốn hẹn hò thôi. Bố mẹ liên tục hỏi như thế. Thế nên là con đăng ký chương trình cũng mong muốn là mình có một cái người mà hẹn hò để có thể cùng đi lâu dài. Thứ nhất là để bố mẹ an tâm và thứ hai là lập gia thất sớm để mình ổn định cuộc sống. Rồi bây giờ nè, mong muốn của em có một người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt anh này chữ O nha. Mặt anh này chữ O nha. Ê, cái gì vậy? Tầm bậy. O là một O. Qua đo nữa rồi. Có nghĩa là mặt hơi tròn tròn. Mặt ta đẹp trai chữ O. Ý à. Mặt người cũng đẹp chứ đâu phải chữ O gì đâu. Bên đây ta đẹp trai mỏm mỉm đó. Dễ thương. Dễ thương. Tôi giỡn thôi. Nói chung là bên đây nhìn thấy gương mặt phúc hậu lắm á. Có đạo đức nữa hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Có đạo đức không phải là học hết sách đạo đức, kiểu tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh và không có cái ý nghĩ là muốn làm hại người khác. Dạ. Có làm hại ai bao giờ chưa cơ? Có hại ai bao giờ chưa? Không, kiến em còn dám giết mà. Thiệt không? Không giỡn á, chứ thật sự thì bản thân thì nếu mà có tư vấn chứng khoán hay gì thì em cũng không có bao giờ phương hại tới khách hàng. Đó cũng tính là không phương hại tới lợi ích của người khác. Ừ. Bây giờ em có hình dung ra được là bạn trai của em là giống ai không? Em rất thích ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hả? Vâng, đẹp trai này, có cái vẻ lịch lãm, trí thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt là hát hay. Nói chung là người đàn ông đó thì ai cũng thích hết trơn á. Hà Anh Tuấn, mình đây có mẫu người nào mà mình yêu mến không? Thường thì em sẽ thích vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà và tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Trời, bên Hà Anh Tuấn, bên Hồ Ngọc Hà. Miu Lê toàn là người hot không? Hot không? Dã man không? Thấy hai nhân vật hôm nay là... Em thì không có nhan sắc của Hồ Ngọc Hà với cả Miu Lê, nhưng mà em nghĩ là em cũng nhây giống như chị Miu Lê. À, bên đây có nét rất là riêng nha, bên đây là đẹp đó. Em thì em lại thích kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ. Quan trọng thật thì bản thân em thì thích bạn dễ thương hơn. Dễ thương, yên tâm về độ dễ thương là khỏi lo. Bên kia cũng dễ thương mà bên đây cũng dễ thương. Đúng rồi. Nói chung hai bên dễ thương hết, hai đứa mình cũng dễ thương. Đúng rồi. Vậy giờ mình hỏi gia đình ta đi chứ đi. Mình tự khen nhau hoài cũng kỳ quá. Em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào chú Nguyên và chào chị Ngọc Lan. Em tên Phụng, là em họ của anh Đăng Khoa bên này. Dạ em thấy bạn nữ dễ thương và thấy chị có một cái tinh thần khởi nghiệp thì em nghĩ là chị khá là độc lập về tài chính. Thì anh Khoa bên em mặc dù rất là trẻ nhưng mà cũng đã mua được nhà và xe ở Sài Gòn rồi, nên là chị cứ yên tâm về nhà lập nghiệp. Trời ơi ngon lành. Không cần sửa nhà nữa em, nhà hư hư rồi qua nhà anh ở. Nhà trai tôi có nhà có xe riêng rồi nha. Sửa chi nữa đúng không? Không cần sửa. Không cần sửa. Có cho người chăm dọn dẹp nhà cửa thôi. Hay quá. Nếu mà chị khởi nghiệp và làm trong cái lĩnh vực đầu tư như vậy thì chị có bị áp lực công việc hay là mình sẽ có quá nhiều thời gian dành cho công việc không? Có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay không? Áp lực thì bất kỳ công việc nào cũng có, mỗi công việc thì nó có đặc thù riêng và áp lực riêng. Còn về cái chuyện mà việc nhà thì em nghĩ là giả sử đi đến hôn nhân nhá, thì em biết nấu ăn, thậm chí là em gái em thi thoảng khen em nấu ăn ngon. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ không dành quá nhiều thời gian của mình cho việc bếp núc. Bởi vì là nếu mà mình dành quá nhiều thời gian cho việc bếp núc, mình
cái nhựa sống của mình nó sẽ bị vơi đi và mình sẽ không còn cái trạng thái như bây giờ nữa. Có nghĩa là chị thấy dễ thương và thấy cái năng lượng tích cực của em nó dồi dào, đúng không? Giả sử đi đến hôn nhân, em sẽ thuê người giúp việc, em vẫn sẽ nấu ăn vào lúc em rảnh và lúc nào mà em vui. Ví dụ như cuối tuần hay giữa tuần em cảm thấy vui và người đàn ông của em làm điều gì đấy cho em vui, em sẽ nấu ăn. Nhưng mà những ngày trong tuần em cũng phải đi làm, anh ấy cũng phải đi làm, thế nên là sẽ thôi người giúp việc để mà thay mình làm những cái điều đấy. Một người phụ nữ hiện đại. Đúng, tôi rất đồng ý với quan điểm này. Chị có hay đi ăn buffet không? Tại vì anh Khoa khá là thích đi ăn luôn á. Tối nào cũng có thể là đi ăn hết luôn. Hèn chi chị có thể đồng hành cùng ảnh đi ăn vào mỗi buổi tối. bớt lại chút nha. Không, thấy nói chung là hợp lý với cái giao diện. Nhưng mà ảnh có đăng ký tập gym rồi nên là nói chung là sức khỏe rất là khỏe. Và những cái tiêu chí mà em thấy chị cần ở một người bạn nam á thì là ảnh có thừa luôn á. Không sao ạ, em có thể chọn đời ở California. Và thẻ của em là có thể dẫn thêm một người tập. Nếu mà người yêu, người đàn ông của em mà thích đi ăn mà vẫn muốn đi tập gym thì cái thẻ của em có thể dùng chọn đời. Trời ơi, quá hay. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ con chào chú Việt Linh, chào chị Ngọc Lan và chào nhà trai ạ. Em ngồi ở đây thì thấy là anh cũng dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Đồng thời là công việc của hai anh chị cũng có điểm chung với nhau. Thì trên thang điểm 10 thì em chấm là khoảng 8.5 ạ. Quá ngon. Được rồi, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt coi. Mở rào. Tôi cũng nôn quá rồi. Còn món quà tặng anh, đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. Đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Thì sẵn đây anh cũng có tí bài hát để có bốn gọi là khúc điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Hát thử thôi. Không hát thật đi anh, đừng hát thử. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em. Chẳng bên ấm tay được không? Không, em hát xong đi ạ. Ok. Sẽ luôn là người yêu em, yêu em. Cùng em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Người ơi, người ơi. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Tình yêu nó dễ đó. Thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Dạ. Bao giờ mà hỏi giờ, em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu? Em ơi, sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Một tí thôi anh? Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em. Sau đó sẽ có những buổi đi chơi vui bên nhau. Dạ vâng, em tặng anh cuốn nghệ thuật đàm phán, em sẽ hy vọng là anh chốt được em. Ok, rồi cảm ơn em. Tại thật sự tự nhiên gặp cái người mà mình thích á, anh thì hơi bị rung. Thế á? Thì anh về chỗ đi cho đỡ. Ok, rồi cảm ơn. Trời đất ơi. Chết rồi, thiệt. Chết rồi. Chú Linh ơi, chú Linh phải chỉ cho vài chiêu chứ kiểu này chết rồi. Ý nói về đọc lại cuốn đàm phán nữa. Em biết mà, em nghe em biết. Tôi nói cho về gái biết nha. Đừng có làm khó nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi á, đàm phán về làm ăn rất giỏi. Nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Thì từ từ làm dữ vậy. Bây giờ phải nói. Nói cái gì? Nói đi, bây giờ hẹn hò. Người ta chỉ có yêu thôi, không có nói gì nữa cho là muốn hẹn hò sao mình thuyết phục người ta. Chứ giờ vậy rồi sao thuyết phục được. Nói đi em trai. Có anh đứng đây nè, không lo. Bản thân anh thì cũng đã có nhà, có xe ổn định rồi. Thì trong hôn nhân thì anh cũng muốn quen tầm một năm thì mình sẽ có thể tiến tới hôn nhân được. Giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng một năm rưỡi rồi đấy, có thể tiến đến hôn nhân được. Cái phong tục người Thái có đòi hỏi trâu bò, heo gà gì không? Đòi hỏi voi thì chị cũng không đòi hỏi trâu bò. Đòi hỏi voi thì chị cũng không đòi hỏi trâu bò. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là có cái, voi hả? Cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao, để anh vô sở thú liên hệ anh mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa. Thì tôi mượn cho con voi được. Không nói được gì, tôi không biết phải trả lời sao nữa. Thì đòi hỏi voi, tôi nhà trai tôi sẽ đáp ứng có voi.
Tôi vô sở thú. Chối voi sở thú liền cho chị. Em mà là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không có gì lo vậy. Ngoài ra là còn gì nữa không? Gì nữa? Phong tục cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Những cái phong tục thì nó cũng khá là rườm rà. Có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới ấy, trai đến nhà gái ấy, có quyền là hát nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước nước. Nhưng mà trai hát nước cho bạn hả? Dễ, để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Ủa vậy? Đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai, cái khúc đấy nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì... Không sao, mặt này bự lắm, ráng chịu thôi. Vì tình yêu đúng không? Hứng luôn. Hất cỡ nào hất. Vừa hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Con thì chỉ lựa người thôi. Còn những cái làm khó thì bố mẹ con nghĩ là làm tốt hơn con. Tức là mình dắt voi tới luôn hả em? Dạ em đùa đấy. Dạ em đùa đấy. À đùa. Ủa? Trời, chút xíu nữa liên hệ Thảo Cầm Viên mượn thú rồi. Nhưng mà hỏi người Thái là đi cưới nhà trai hay nhà trai cưới nhà gái? Nhà trai cưới nhà gái. À, bên người Thái là họ có bắt rể không? Người Thái thì không có bắt rể. Chỉ có bắt vợ thôi. Và chia sẻ với mọi người một cái bí mật thú vị, đó là bố mẹ con ngày xưa ấy là đến với nhau không phải bởi vì yêu nhau mà thông qua cái phong tục bắt vợ. Bắt vợ hả? Đúng rồi, là bố con qua bên bên kia sông đó, cái xóm bên kia sông để bắt mẹ con về làm vợ. Khỏi nói gì hết, mai đi bắt luôn. Nhào tới kéo lôi cho bằng được đúng không? Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ nếu mà bắt như thế thì lại có pháp luật can thiệp. Trời ơi, làm tôi mừng chết luôn. Bây giờ tôi muốn nhà gái hát cho nhà trai nghe một bài coi. Bài gì nó liên quan đến người đồng bào đó. Mạnh dạn lên nào. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, tiếng hát của mừng vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ai buồn quá trên lưng đèo cao. Không thuộc nữa rồi. Một chút vậy nó cũng ra cái không khí của bản thượng buổi chiều rồi ha. Dạ vâng. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Nhìn sâu vào đáy mắt của nhau để cảm nhận xem tình yêu nó có xuất phát gì không. Anh ngưỡng mộ ba em bị đánh cắp khác vì sao để gửi vào mắt em. Không có được, buông tay. Nói tiếp đi. Thì thật sự thì anh gặp người mình thích thì anh sẽ thường anh hay run, anh không biết nói gì hết. Anh trai này thật thà chất phác, bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à? Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Ta lắng lòng mình lại, kiểm tra lại cảm xúc, kiểm tra lại con tim của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn. Nhưng nhớ, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Bạn nắm tay nhau nào. Đang tay vào nhau nào. Cho nó tình cảm nào. Đó. Cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái này. Con cảm ơn hai bác góp lời cho bạn tới đây hôm nay để con có cơ hội để được gặp hôm nay, được tìm hiểu bạn để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò con được ghép đôi với cả con trai của hai bác. Con trai hai bác con thấy dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Hy vọng trong cái thời gian tìm hiểu nhau thì bọn con có thể là có sự đồng điệu. Hy vọng là nếu mà tiến xa thì con sớm được gặp hai bác. Cái gì vậy? Ông muốn hôn tôi hả? Ông muốn hôn tôi hả? Cái gì? À, ý của ông Mai nói là mình hãy trao một cái nụ hôn đầu tiên và nồng cháy cho cô gái ở tại cái sân khấu này. Đây là nơi chứng giám tình yêu của tụi em. Không đến mức nồng cháy lắm đâu. Nhẹ nhàng quyến rũ thôi nào. Đừng bao giờ quên giây phút này nha các bạn nha. Ưu điểm của em là biết nấu ăn ạ, biết chăm lo cho gia đình ạ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói ạ và hơi thẳng tính ạ. Mình có mấy mối tình rồi? Tính ra là nếu mà mối tình về số phận thì con chưa có mối tình nào ạ, chưa gặp được đối tượng phù hợp ạ. Ra là em cũng đã có lập gia đình, cưới nhau thì chỉ ở được khoảng chưa tới nửa năm, cũng mất rất nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Lý do thì mình hiểu nguyên nhân là do mình. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ, chào chú. Xin mời nhà gái.
Ơi, giới thiệu tên mình cho nhà gái biết đi em trai. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có trong trường quay. Em tên là Phạm Công Thành, năm nay là 33 tuổi, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hiện tại đang là lễ tân khách sạn và em cũng có buôn bán một vài sản phẩm thì về nước uống và bánh trung thu. Rồi bây giờ chúng ta mời bạn nữ giới thiệu nè. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ, chào các vị khán giả và chào bạn bên kia ạ. Em tên là Linh Thị Tâm ạ, em năm 29 tuổi ạ, hiện tại đây công việc em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em đang sống ở đâu? Dạ em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ, em quê ở Hà Nam ạ. Rồi, nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ạ, biết chăm lo cho gia đình ạ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói ạ và hơi thẳng tính nữa. Nhìn cái gương mặt của cô này á, là nó cũng thể hiện lên một phần tính cách á, cổ rất là thẳng thắn, rõ ràng. Đó, cho nên là bên nhà trai mà có cái gì mập mờ là phải coi chừng nha. Giang giang díu díu mập mờ là mệt đó hả? Giang giang díu díu mập mờ. Đúng mệt. Rồi. Rồi, nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em cũng rất là hòa đồng. Công việc, tính chất công việc thì làm cho mình là cần phải giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Em cũng có khả năng giải quyết được vấn đề của khách hàng. Nên là có thể bù được cái phần khuyết của bạn kia. Về cái phần khuyết điểm của em thì có thể là em không phải là một người kiếm tiền giỏi và khéo léo trong những cái công việc mà thường mình hay gọi là của phái mạnh. Ví dụ như là sửa chữa điện đón thì em ít làm những cái công việc đó. Nên là mình không có làm tốt nhưng mà vẫn có thể làm được, chỉ là không tháo vát như người khác thôi. Mình gặp ai mình nói mình không có gọi là thế mạnh kiếm tiền, mình không có thế mạnh làm việc nhà nữa, là con gái nó không thích đâu. Không phải là thế mạnh kiếm tiền nhưng mà mình vẫn có cái tâm thế là mình đi ra ngoài để mà mình làm việc, mình tăng thu nhập. Có thể là so với mặt bằng chung á, là cái khả năng của mình để kiếm về nhiều tiền thì không có, không bằng, không chưa được như người ta. Nhưng mà trong lòng thì mình vẫn luôn là muốn gia đình phát triển lên, muốn công việc mình phát triển, muốn tăng thu nhập, chứ không phải là mình không có ý chí. Đó, cái khát vọng nằm ở đó đó. Yeah. Đàn ông là phải có khát vọng và có ý chí cầu tiến. Quan trọng là bạn có ý chí để phụ nữ người ta thấy, người ta mới tin tưởng, bởi mình là bờ vai, là trụ cột trong gia đình mà, đúng không? Dạ, yeah. Luôn có tinh thần là tiếp thu và học hỏi từ những người ta giỏi hơn. Đó, nãy giờ tôi hỏi giùm nhà gái đó, nhà gái nghe hết chưa? Rất là cảm ơn ông Mai. Đây là những cái vấn đề mà tôi cũng rất là mong muốn được biết, tại vì rõ ràng như bạn chia sẻ thì nhà gái tôi cũng hơi lo lắng chút xíu. Chào nhà trai. Dạ chào. Bây giờ chị hỏi là ví dụ như mà cái công việc em đang làm á nó gặp trục trặc, không làm nữa thì dạ. Thì em có dự tính là những cái công việc sau này của em như thế nào và cách nào để em kiếm tiền không? Dạ có, thì em cũng đang chuẩn bị, đang học hỏi một cái công việc về bên bảo hiểm. Cái công việc lễ tân khách sạn chỉ là tạm thời trong cái thời điểm khó khăn trước của em, thì sau đó em đang phát triển cái công việc kinh doanh nước ở nhà và cái công việc bảo hiểm, chứ không em không có cố định cái công việc lễ tân khách sạn sẽ tức là không có dậm chân tại chỗ. Dạ, ha. Đúng rồi đó, thôi việc cũng an tâm, cũng có tính đó, việc kinh doanh là được rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra là em cũng đã có lập gia đình và trải qua tổng tất cả là 3 mối tình mà... Trong đó có lập gia đình? Dạ đúng rồi. Gia đình có con chưa? Dạ chưa. Được bao lâu? Thời gian mà tìm hiểu với yêu nhau thì cũng gần 6 năm. Rồi cưới nhau bao lâu? Cưới nhau thì chỉ ở được khoảng chưa tới nửa năm. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thật sự lúc đó là em cũng không biết câu trả lời nó là cái gì cả. Cũng mất rất nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Tức là nó phải có một cái lý do gì đó, lý mình do, có nhận ra một lý do gì có. Tức là lý do thì mình hiểu nguyên nhân là do mình. Ngày xưa thì không có nghiêm túc và cũng không hiểu được tâm lý của người vợ mình. Mình cũng không biết chăm sóc người ta, bỏ bê. Và viện cớ là công việc thì mình làm như vậy. Và đương nhiên người ta không chịu đựng được thì đến lúc người ta phải... Ai mà chịu đựng được như thế? Yeah. Cảm giác là bạn này rất là mê chơi và đúng. Bây giờ mới nhận thức ra đúng. Được nè. Nãy giờ nghe tâm sự nhà trai tôi hỏi giùm rồi đó. Dạ. Thấy sao? Thấy hơi lo lắng ạ. Lo lắng đúng không? Dạ. Bây giờ ta thay đổi rồi. Khi con người ta đã nhận ra được lỗi lầm của mình, tức là người ta đã biết thay đổi. Sợ người không nhận ra lỗi lầm mình thôi, đúng không? Mình có mấy mối tình rồi? Tính ra là nếu mà mối tình về số đậm thì con chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn hả? Dạ. Sao mình không dám yêu, hay là người ta yêu mình sợ, mình tránh hay sao? Không phải là sợ mà chưa gặp được đối tượng phù hợp ạ. Bây giờ cho tôi gặp gia đình đi. Dạ. Thử xem gia đình nói sao, mình đi với ai? Em con đi với bạn ạ. Bạn hả? Rồi, ý kiến bạn sao nè?
Chào nhà gái. Con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em con là bạn của Tâm. Đó giờ chơi với nhau á, thì Tâm thẳng tính nhưng mà rất là tốt tính. Rất tiếc cho Tâm á, là 20 mấy năm nay á, thì chưa kiếm được một người phù hợp không. Thì nãy giờ những vấn đề mà Tâm thắc mắc á, thì em cũng lo. Nhưng mà qua chia sẻ của anh á, thì em thấy anh đã bước qua cái tuổi ăn chơi rồi. Và bây giờ anh có một cái suy nghĩ xa hơn rồi á. Thì em nghĩ là Tâm nên cho anh một cơ hội để anh chứng minh là những lời nói anh là thật. Bởi vì cơ hội đến mà, mình nên chớp đi. Còn nếu mà cảm thấy không được trong quá trình tìm hiểu mà cảm thấy không được nữa thì vẫn vui vẻ, chứ đừng nên cướp đi cơ hội của người khác gì đó. Hay quá, cảm ơn em. Cảm ơn bạn, tất cả đều do cảm xúc hết. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Nhà đi với mẹ, chị. Có mẹ nữa. Có chị. Rồi. Dạ, chào nhà trai ạ. Em chào chú Quỳnh Linh. Rồi, chào chị Ngọc Lan, chào theo các bạn. Nãy giờ thì chị cũng có được ngồi quan sát Tâm. Và có một điểm chung, mình đều là người Bắc đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Thì cái tiêu chí để em tìm một người đàn ông là như thế nào? Tiêu chí của em thì là người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt là em không thích người hút thuốc lá. Hút thuốc thì có thể bỏ được đúng không? Cái quan điểm về hôn nhân, về làm dâu thì mình có muốn làm dâu không? Hay là mình muốn là đến một môi trường này thì mình thay đổi hoàn toàn, mình có thể tự chủ, không phải làm dâu nữa, sống cuộc sống riêng của hai người thôi? Em thì không có quan điểm làm dâu hay không sao em cũng được ạ. Tại vì ba mẹ đã sinh ra mình rồi á, thì mình cũng phải có một cái gì đó về ba mẹ, chứ không phải là cứ lấy chồng là cứ muốn dạo riêng. Và chị thấy là một cô gái Bắc thì chắc chắn trái tim rất là nhân hậu. Và chị rất là tự hào nói em chị rất là đẹp trai, sống rất là có tâm, và không nhận lời làm cái gì thì thôi, đã nhận lời thì làm đến tận cùng. Và chị hy vọng là sau cái buổi có ông mai bà mối này thì các em hãy dành nhau cơ hội. Biết đâu đó mình lại là cái người phụ nữ có thể nghe được tiếng lòng của một ai đó mà ở ngoài kia chưa có ai nghe được. Em nhá, cảm ơn chương trình. Chúc các em sẽ có những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn thật sâu để mà đi với nhau thật xa trong cuộc đời này. Cảm ơn chị. Trời ơi, thằng em có chị giống như nhà tâm lý học vậy đó. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Hãy mở rào để xem họ có rung động hay không. Mở rào. Đến với chương trình thì anh có một món quà nhỏ cũng muốn tặng tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có cuốn sổ tặng anh ạ. Cảm ơn em. Rồi bây giờ hai đứa trao đổi với nhau đi. Cảm nhận về nhau như thế nào nè? Bây giờ hai bạn nói với nhau nghe đi. Dạ, em cảm nhận về anh bên kia thì thấy ngoại hình rất là đẹp trai ạ. Dạ, cảm ơn. Khuôn mặt cũng phúc hậu, nhưng mà em vẫn có cái câu hỏi băn khoăn là cuộc hôn nhân trước là vấn đề vì sao mà tại sao mà anh lại không quan tâm đến chị ạ? Có thể nói sơ với em đó là do cái suy nghĩ mình lúc đó còn rất là bồng bột, có nghe chơi game. Công việc thì mình không có để tâm, mình làm cho xong thôi, rồi mình lo cái việc chơi của mình, thành ra là không có thể đi với mình nữa. Thì vì không có con cái nên là hai bên thì dễ dàng để mà ly dị. Qua những cái việc đó thì đến bây giờ thì thực sự là anh cũng hiểu được là cái khuyết điểm của mình trước đây như thế nào, và bây giờ mình phải làm gì, phải thay đổi như thế nào để mà mình tốt hơn. Và anh có hút thuốc không anh? Thuốc thì thật sự là anh chưa đụng một điếu nào. Có hút thử nhưng mà cảm thấy không phù hợp thì anh thôi. Nếu hẹn hò thì thế nào? Em đưa ra thử xem. Thế nào là như thế nào ta? Thế nào là như thế nào ta? Đưa đón làm sao, giờ giấc làm sao, các bạn chia sẻ về giờ giấc của nhau. Đó là cái mà em chưa nghĩ đến để quan tâm người bạn gái của mình. Nghĩa là một tuần mình có thể gặp nhau mấy lần, rồi mình đi đâu? Một tuần thì có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào cũng được, mỗi buổi mỗi chỗ khác nhau. Cũng muốn trải nghiệm nhiều thứ mới, nhiều cái mà mình chưa bao giờ trải nghiệm, chứ cũng không có phải chỉ đơn giản là chỉ gặp nhau rồi đi ăn rồi đi về, mà muốn dành thời gian mình chia sẻ, là mình trao đổi với nhau. Anh có thể chia sẻ công việc nhà được không ạ? Cái đó thì bình thường. Ở nhà anh cũng vẫn làm bình thường, không có ngại ngần những cái chuyện đó. Bây giờ một chút cảm xúc nào, đến đây. Chúng ta sẽ nhìn nhau và hát một đoạn nào đấy. Em xin hát một đoạn bài hát, đó là bài Tiếng Gió Xôn Xao.
gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, lỡ mất chuyện tình không thể quên. Bây giờ vẫn nắm tay đi các bạn. Dạ dạ. Em hãy nói một điều gì đó với bạn gái. Điều gì em muốn nói nhất với bạn gái trong lúc này? Anh biết là trong quá khứ thì những cái quá khứ của anh nó có vấn đề, nhưng mà hiện tại thì không còn những vấn đề đấy, và đang thật sự là muốn sửa chữa. Nên là những cái người mà khi mà anh đã xác định là tiến tới hôn nhân hay là đi xa hơn nữa thì anh sẽ làm hết sức có thể của mình, và sẽ là điểm tựa của em để những cái sau này của mình thì hạnh phúc nhất trong khả năng của anh. Rồi, ngồi xuống đây, về vị trí đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại. Để 30 giây chúng ta lắng lòng suy nghĩ xem người này có phù hợp với mình hay không. Người này có phải là người để mình cho cơ hội để tìm hiểu nhau, để đi đến cái gì xa hơn không. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định nha. Sẵn sàng. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. À, thật ra anh ấy đã nói cái đoạn cuối đó, anh ấy nói rất hay. Thật ra chú cảm nhận một cái sự chân thành ở những cái câu nói ở cuối đó. Nhưng mà em vẫn chưa nhận được à? Chưa cảm nhận được hay sao? Thôi thì không có duyên nợ. Hy vọng rằng cái hậu nó sẽ tốt, biết đâu được. Rồi, chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa manh ghép của mình. Chúc hai bạn sẽ sớm có thể gặp gỡ nhau. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất là thân với nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chú Kinh Linh và chị Ngọc Linh, và cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn khán giả. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Nhiều lần tôi giục bà con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Nó bảo con chả lấy ai đâu, ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này thì thú thực là tôi thấy ông mối với bà Mai nó rất là tuyệt vời. Qua cái dẫn dắt chương trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản thôi mà, 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Yeah. Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy. Đúng không? Dạ. À, bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà, kể từ ngày đi học cho nên bây giờ lập nghiệp rồi cũng ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa rồi bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái hiếu đó không phải là ta ở gần là có hiếu, đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi, chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là báo hiếu, đúng không con? Thì cái đấy là hai con nếu như hòa hợp được với nhau mà xây dựng được với nhau thì cái đó các con bàn bạc tiếp. Thì về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hòa chung một nhịp đập. Bấm nút điều đấy là gia đình mừng nhất. Thế anh có nói với con gì không? Con nói hay quá. À vâng. Dạ. Thế thì cũng không biết nói gì hơn là cũng mong rằng con trai tôi sẽ sớm có một người vợ như ý muốn của cháu. Để yên bề gia thất thì lập nghiệp nó càng vững vàng hơn. Và cũng thay mặt cho gia đình thì xin kính chúc hai MC cũng như tất cả các quý vị trên khán đài và
gia đình nhà gái và con gái nữa luôn luôn có một sức khỏe mạnh mẽ, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ở Yên Bái đâu phải ở Lào Cai đâu. Thì người ta Bái nói mà. Ta ở Yên Bái tự nhiên nãy giờ nói Lào Cai không hà. À, nghe lộn, Yên Bái là mùa gan chải đó. Đúng rồi. Tự mình lộn luôn á. Lộn. Người ta nói lại mấy lần luôn vẫn không chịu. Nghe lộn, già cả, già cả rồi. Thôi, bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thôi thì mở rào. Hai bạn này xuất hiện một cái là trang phục rất là hợp nhau. Bắt đầu đi, em trai. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. À, đứng dậy đi con. Em với chương trình cho anh có một chút quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. Những món quà này có ý nghĩa gì hay không? Các bạn có sắp xếp trước hay không? Hay là chỉ là vô tình các bạn mua cái món quà đó để tặng thôi? Dạ, tính em thì có một chút trẻ con một xíu. Đó là em rất là thích những cái gì đó nó cute, dễ thương á. Nên khi mà em nhìn thấy cái món quà này là em chấm nó ngay lập tức và em chỉ chọn nó thôi. Chứ còn ngoài ra trong shop rất là nhiều món khác thì em lại không thích. Hy vọng là bạn nam cũng sẽ thích à. Còn quà của bạn nam? Mở quà có đây. Mở đi, mở ra đi. Dạ mở luôn à. Dạ. Mở ra cho thầy Bình Tũng xem đi. Đúng rồi, đang tính nói luôn. Thầy Bình Tũng tới rồi, mở đi. Wow. Mở ra cho khán giả xem. Mọi người thấy rõ không ạ? Rất là hợp luôn á, món quà đó hợp với trang phục của em gái. Rất là đẹp luôn. Em cảm ơn. Nhờ đây chị hỗ trợ cất cho. Dạ. Rồi, hai bạn nói về cảm nhận khi mà nhìn thấy nhau đi. Anh nói trước đi à. Đừng bảo không biết nói gì. Không nói chị Lan nói ạ. Hai bạn mở rào ra, hai bạn thấy về nhau như thế nào? À, có đúng như là những gì mà hai bạn đang tưởng tượng về nhau ngay lúc đầu hay không? Dạ, à, thực ra thì khi đến với chương trình thì em rất là vui. Và em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Thì được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Thực ra thì em cũng thực ra không dám nghĩ quá nhiều. Thật ra là đây là được chiêm ngưỡng thật sự là tốt rồi. Rồi, còn bạn gái, thấy bạn trai thế nào? Dạ em cũng vậy. Vậy là sao? Mình nói sao? Dạ, nói cho nó ra lời đi cho người ta cảm nhận. Tại vì trước khi đến cái chương trình thì em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy. Nên em cũng chỉ là hy vọng là bạn ấy vừa đủ, vừa tầm với vừa đủ những gì tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á thì em cảm thấy là tuyệt quá, tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới em tìm. Yeah. Cái điều mà xúc động nhất trong ngày hôm nay mà anh thấy được á là cô chú từ ở Yên Bái đi vào thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến cái cuộc gặp mặt này. Đây là một cái điều rất là quý, rất là trân trọng luôn. Yeah. Và chúng ta cảm nhận được là thật sự nghiêm túc trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để tìm hiểu nhau nha. Yeah. Rồi, bây giờ em trai đó. Ra thì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ rồi. Cái điều băn khoăn nhất bây giờ là cái khoảng cách khá là xa. Bố mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi. Bản thân mình thì cũng đã khá là nhiều, 35 tuổi rồi. Thì không biết là cái khoảng cách này nó có bị ảnh hưởng gì nhiều so với việc là chúng ta có mối quan hệ để quen biết nhau không? Dạ, khoảng cách về tuổi tác thì thật ra mình cũng không có chênh nhau lắm. Em chỉ đang ngại về khoảng cách về địa lý thôi. Thì không biết là nếu mà mình yêu nhau trong thời gian, em chưa nói tới phần làm dâu ha. Trong thời gian yêu nhau thì anh có thể sắp xếp mình vào Sài Gòn thăm em được bao nhiêu lâu à? Bao nhiêu, một năm bao nhiêu lần hay là một tháng bao nhiêu lần? Thực ra thì vì cái đặc thù công việc em ra mình cũng chủ yếu là để hỗ trợ công việc. Thì cái thời gian làm việc của mình chủ yếu vẫn là giờ làm hành chính thôi. Tuy nhiên có những cái công việc phát sinh hoặc là có những cuộc họp hay là gặp đối tác thì mình cũng đều phải đáp ứng công việc là trước tiên. Thì mình cũng nếu mà có duyên để quen nhau thì mình cũng hy vọng rằng mình sẽ sắp xếp được cái thời gian nhiều với bạn. Ví dụ như hôm nay là tham gia chương trình thì sáng nay mình bay vào thì tí nữa mình sẽ lại ra sân bay và mình bay ra luôn. Dạ khá là bận rộn. Để anh chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong bạn muốn hẹn hò. Có rất nhiều cặp đôi miền Tây, Huế, Nha Trang này kia, rất là nhiều cặp lên y như các bạn luôn. Cái khoảng cách rất là xa, các bạn rất là ngại. Nhưng xin thưa các bạn rằng chỉ vài tháng sau thôi họ đã cưới nhau.
rất nhiều cặp như vậy, chứ không phải là đây là một trong những cặp mà xa đâu nha. Dạ. Thành ra các bạn cứ yên tâm với khoảng cách. Bây giờ ta trao đổi về những cái gì mà mình đang hướng tới đi, khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được. Đúng rồi. Dạ. Rồi á, mình kết hôn thì á, mình phát triển kinh tế thế nào, chúng ta có một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng nào để phát triển kinh tế, hay hai bạn làm cái gì đó. Mình thử nghĩ, thí dụ như em đi ra Hà Nội đi, ủa em cùng làm với bạn này cũng được, hoặc em cùng phát triển, em ngoài Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh mà. Thí dụ dạ. thôi. Đâu mình đưa ra một cái gọi là một kế hoạch nào đó, thử xem nó có hợp lý không. Anh mở chi nhánh trong Sài Gòn đi. Cậu bé dễ thương gì đâu. Cũng là một ý tưởng hay. Thực ra thì bây giờ bản thân anh vẫn đang đi làm thuê, anh làm cho công ty thôi. Nếu ra là anh chỉ đang giữ chức vụ đó, cũng kiểu là có trách nhiệm thôi, chứ cũng không phải là làm chủ và được quyền quyết định hết. Nhưng mà anh nói Hiếu nghe nha. Dạ. Thật ra nếu cái nghề của em á, em đang làm rất là tốt, bây giờ chúng ta có thể nghĩ mở một cái chuỗi nào riêng cho mình, có thể bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mở một cái cửa hàng nào đó, rồi bạn gái làm thử được thì mình tiếp tục mở một cái chuỗi, một vài cái cửa hàng nữa. Thật ra đây là một trong những cái món gọi là xu hướng thời thượng đó, là họ thích uống những cái thức uống này, hay là mình chế biến ra một cái loại hình nào nữa thì sao. Đây là một cái hướng mà anh nghĩ rằng mình nên suy nghĩ và hướng tới đó em trai. Dạ vâng. Bây giờ người ta nói là làm công thì cả đời cũng thế thôi, không có gì bất ngờ xảy ra cả. Nhưng nếu ta làm chủ một lần, có thể chủ một quán nước mía, giống như nãy em nói là chủ một cái cửa hàng bán động vật thôi chẳng hạn, chúng ta có thể làm giàu được. Bây giờ làm công thì cả đời vẫn làm công thôi. Nếu chúng ta giỏi, chúng ta cứ làm một thời gian để có kinh nghiệm, rồi chúng ta tự bay, tự làm, tự kinh doanh. Hai bạn còn trẻ mà, ba mấy chưa có già đâu, còn đường đời còn dài lắm. Làm giàu bằng cách là cùng mở một cửa hàng nào đó chẳng hạn. Về nhà bè đi, nhà bè giờ cũng ngon. Chú Linh hùng không? Hùng, mở đi tôi hùng à. Tôi rủ thầy Bình Tùng hùng nữa. Cảm ơn ý kiến của anh Quyền Linh. Thì cái này thì em sẽ xin ghi nhận ý kiến và em sẽ dành thời gian để suy nghĩ về điều này. Thật ra hai bạn này nè, bây giờ chỉ cần hai bạn bàn về cái chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi. Dạ. Hẹn hò nó như thế nào, bảo đảm luôn sau khoảng thời gian hẹn hò là hai bạn này tự động sẽ có đưa ra cho mình những cái phương án cho hôn nhân. Không, bây giờ nè, hai bạn này hợp nhau lắm. Hẹn hò không phải khó đâu. Bây giờ là mạng internet này kia, chúng ta hẹn hò online dễ lắm. Chỉ cần gọi điện thấy mặt nhau hàng ngày, mình nói chuyện nhau chừng khoảng một tháng thôi, mình có thể yêu nhau không là biết liền. Rồi sau đó cái gì đến nó đến. Đúng rồi. Quan trọng là các bạn tính thử xem, các bạn gọi là tương lai chừng nào kết hôn nè. Đó. Bởi vì tuổi các bạn không còn nhỏ nữa đâu. Chúng ta bước qua một vài năm là ta đã thấy già rồi các bạn. Đấy. Em trai hỏi em gái là em định chừng nào kết hôn và ngược lại. Rồi mình thử ra một cái bài toán là mình ở đâu, giống như nãy mình mở cửa hàng nào đó. Đó. Vậy thì anh cũng xin phép được hỏi em hai câu như này. Dạ. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được? Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ. Em chỉ chờ người tới rước thôi. Cười quá này. Cười quá vậy. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Ví dụ như công việc của anh thì có thể là, ví dụ như em là nhân viên văn phòng thì em có thể là sắp xếp mình không làm công ty này thì mình làm công ty khác. Còn ví dụ như mà anh không thể mình công việc của anh, hoặc là anh sắp xếp có thể là anh mở chuỗi cửa hàng riêng hay như thế nào đó, thì em vẫn có thể phụ anh được, tại vì em đã từng làm qua khá là nhiều công việc và em cũng có một chút kiến thức về kinh doanh. Thì nói chung là muốn thì sẽ sắp xếp được thôi. Nói chung là thuyền theo lái, gái theo chồng, đúng không? Dạ. Người ta dạ rồi đó. Ở đâu có tiền là có, là ở được thôi. Không quan trọng phải ở đâu cả. Ở Hà Nội thậm chí lên Yên Bái mà có làm ra tiền tôi cũng lên nữa. Không có lo. Bây giờ đi lại nó đơn giản quá đi mà. Đừng quan trọng gì đó các bạn, quan trọng các bạn có hiểu nhau, yêu nhau hay không thôi. Rồi quan điểm về hôn nhân đi. Nhanh đi nha, tuổi lớn đẻ con khó lắm á. Quan điểm về hôn nhân 32 rồi đúng không? Kết hôn xong các bạn muốn sanh bao nhiêu người con? Kết hôn đẻ liền trai đi. Gái, hỏi nhau đi. Câu này có nghĩ rằng về đến việc gia đình thì nhiều cho phụ nữ hỏi trước. Hả?
Liên quan đến vấn đề của gia đình thì tình cảm gia đình thì nên để cho bạn nữ hỏi trước. Em hả? Trời, hai đứa này quen nhau cái ngồi cười với nhau không mà trời. Em thì em cũng sức khỏe cũng không được tốt lắm nên em hy vọng là sinh một bé được rồi. Nhận trai hay gái, thích trai hay gái? Dạ, trai hay gái được ạ. Tại em không biết nhà bên bạn nam có quan trọng trai gái hay không ạ. Mình thì mình thích con gái hơn. Cái thứ nhất là mình có khá nhiều cháu trai rồi. Dạ. Cái thứ hai là con gái đầu lòng thì bao giờ cũng tốt. Dạ, tại vì con trai hay con gái cũng không phải do mình quyết định. Nên là con gái là lộc của trời thôi, con trai hay con gái đều được. Nhưng mà em hơi bị ít nói nên là đã yêu xa không có gặp nhau nhiều rồi. Mà thí dụ chat mà em lại còn ít nói nữa thì sao? Các bạn tự động về mở mạng lên nói chuyện nhau 2-3 ngày mà tự nhiên ta nhớ nhau. Ghiền nhau là nói tới cái gì? Chúng ta ghiền nhau, chúng ta tự tìm đến nhau thôi. Và phải tự nói thôi. Thật ra bạn trai cũng ít nói nữa. Bạn cũng ít nói, chỉ cần mở hình nhìn nhau cười thôi. Rồi nhớ nụ cười đó không là được rồi. Thấy không? Bây giờ nè, em trai tới nắm tay em gái đi. À, em nói cái cảm nhận của em ngay trong lúc này, em suy nghĩ gì với người đối diện. Rồi sau đó hát một bài hoặc làm một bài thơ nào đó tặng bạn gái, người ta cảm nhận thôi. Tiến tới đi em. Giờ mình không nói, mình hành động. Tới nắm hai tay hai chân luôn. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái. Nói gì đi, cảm nhận cô gái là gì? Như thế nào, nhìn mắt được không, mũi được không, biết miệng tỏ, cười sao? Đi tỏ tình không, không biết nhờ bố, bố chỉ cho. Em như ly nước trà vải gì đó, nói đi. Được rồi, bây giờ mình ngồi chỗ ngồi để nói được không ạ? Không, nắm tay, người ta coi như bây giờ mình giao lưu cảm xúc đó. Để coi cái tay nó truyền hơi ấm thế nào, coi nó có nhúc nhích trái tim gì không. Mấy cầm đen nhà em có cảm giác gì không? Rung. Okay. Anh cũng vậy. Thấy chưa? Bố còn nói con mạnh dạn lên kìa. Anh nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng ta có thể quen nhau. Nếu mà có thể tìm hiểu và tiến xa hơn thì đây cũng là một điều mong muốn không chỉ của riêng chúng ta mà của tất cả mọi người ở đây nữa. Dạ. Rồi làm thơ tặng luôn. Dạ, không ạ. Hả? Không. Thực ra là hôm qua mà lúc chờ bố mẹ đi xuống Hà Nội thì trong lúc luộc rau thì em cũng có nghĩ một bài thơ. Tuy nhiên thì để vào đọc đây thì chắc là em không nhớ được hết đâu, chỉ đọc được nội dung thôi. Rồi đọc đi, đọc trước mà coi gì đó. Ôi trời. Bài này thì em chưa kịp đặt tên thì thôi gọi là bài thơ rau luộc vậy. Không nhớ. Nhớ nhiêu đọc nhiêu đi. Qua mình làm rồi mình có ghi giấy không? Bây giờ bây giờ em gái hát bài tặng em trai trước đi. Đúng rồi, cho lấy tinh thần nè. Hát bài nhà bè nước chảy chưa hay đó. Hôm nay đất sốt. Mời gì? Mời anh đi về vậy đó. Đất nhà bè đang sốt lắm. Dạ em không biết hát đâu ạ. Không biết luôn hả? Dạ không. Hai đứa này gặp nhau mà ngắn gì trời. Cười không á? Cười không ạ. Ông định đứng sát vô xíu, đứng sát vô coi cả ba mẹ thấy hợp lý không? Về phong thủy coi. Đẹp, hai bạn này đẹp rồi. Hai đứa này nhỏ con nhưng mà rất là nho mà rất là đẹp đôi luôn. Đẻ con ra cũng hợp lý luôn á. Ha, nói về phong thủy á là đây rất là hợp. Rất là hợp. Còn chuyện ở gần ở xa không quan trọng đâu. Ha. Yêu nhau đi về, cái bữa nào mở hình lên không nói, cái nhìn nhau cười vậy thôi. Cười hoài vậy đó. Xong cúp máy cũng được. Rồi cái ba bốn lần, chừng vài chục lần mà thấy nhớ nhau bắt đầu nói cũng được. Này cũng ít nói, kia nói, cố gắng nói nhiều hơn xíu. Dạ. Nha. Không, bữa nào nó không gọi bố mẹ kêu gọi nha. Bố mẹ thấy hai bạn đẹp không bố mẹ? Đẹp mà. Đẹp đôi, nhỏ 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 con cute đó. Nhìn cũng được lắm. Ha. Vấn đề là hai đứa thấy có hợp nhau không? Nãy giờ nói chuyện đó có rung động trái tim có nhúc nhích rung động chút xíu này không? Có thấy tìm được đối phương một cái gì để mình yêu, mình nhớ, mình thương chưa thôi. Rồi về ghế đi các bạn. Thật ra yêu xa em thú vị lắm các bạn. Ngày xưa chị Lan cũng yêu xa rồi. Yêu xa không có gây lộn. Không có gây lộn mà dễ thương lắm. Thì yêu gần cãi nhau gây lộn đây, mệt. Đưa tay chị Lan để vô nước bấm nè. Lâu lâu em ra Hà Nội đi rồi em thấy thật sự là lãng mạn. Rồi lâu lâu em về nhà bè đi, em còn lãng mạn hơn nữa. Nhà bè tức là ngày xưa là quận 7 nhà bè, Phú Mơn em biết không? Em biết nhà bè chưa? Hà Nội có vô nhà bè lần nào chưa? Chưa. Chưa biết không? Em biết Phú Mỹ Hưng chưa?
Có nghe. Có nghe đúng không? Có nghe chưa vô đúng không? Về nhà bè đi, nhà bè nước chảy chia hai. Đẹp lắm em ha. Nhà bè là xưa Phú Mỹ Hưng với nhà bè là một đó. Rồi tách cái quận 7 ra, nhà bè quận 7 là cái nhà, còn nhà bè là cái bè đó. Nói vậy cho em cảm nhận. Ok, để cái tay nút bấm đi em. Nè em để bên đây nè, giống bạn gái nè. Thật ra nhà bè nó không có xa đâu. Làm ngồi ngồi sát đây, để xe đây. Nhà bè không có xa đâu. Nó nằm ngay Phú Mỹ Hưng đó. Đó là khu đô thị rất là hiện đại luôn. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm là chúng ta đồng ý hẹn hò, là trao duyên cho nhau. Không bấm vì bất kỳ điều gì hết nha các bạn. Còn mình cảm giác đây không phải là một nửa manh ghép của mình. Mình cảm giác ô, hai đứa không thể nào gần nhau được, bởi vì khoảng cách khá xa. Chúng ta không cần bấm, để cái duyên đó cho người khác. Chúng ta đừng bấm để rồi mất duyên của chính mình và đối phương. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm khi con tim các bạn chưa rung động. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại. Hãy lắng động trong 30 giây để suy nghĩ. Mình đang đối diện với người lớn, với hàng triệu khán giả truyền hình. Chúng ta bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Nào, chị Lan đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không? Đó, em không bấm mà. Đàn cái gì? Em trai không bấm. Mình ồ Hiếu, em có nói chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện đó là hiện tại bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa nên đâm ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Nên em nghĩ rằng mình có thể là có một lành một sự lựa chọn nào đó, nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Em gái. Dạ. Cảm nhận của em thế nào, có thể chia sẻ một chút. Dạ không sao ạ. Không có đề gì. Dạ, chúng ta rồi. Bấm hay không bấm nó không là vấn đề gì cả. Bấm để chúng ta cố gắng tạo cho một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu ha. Dạ. Bạn nào không bấm thì thật ra anh cũng tiếc chỗ là hai bạn rất là hợp với nhau. Còn anh nói với Hiếu này nè, thật ra đàn ông mình á cần nên mở lòng mình ra chút xíu nữa. Cần nên gọi là cố gắng để tìm đến cho mình một mối tình nào nữa. Còn thật ra là em ít nói nè. Rồi ít có gọi là gặp nhiều người, ít có nhiều người nói vô, giống như ở đây anh với Lan nói nhiều. Nhưng nếu em gặp cô gái nào không ai nói nữa thì em là ít nói nữa thì khó tìm một người bạn gái lắm. Dạ. Vậy thì nên mở lòng ra chút xíu, học hỏi bố nhiều chút xíu, gọi điện cho bố nhiều chút xíu. Dạ. 35 tuổi là cũng lớn rồi đó. Nếu mà mình bước vào vài năm nữa là cảm giác là mình già rồi đó. Dạ. Nha. Rồi khi mà mình có sự nghiệp rồi, mình có gia đình hạnh phúc nữa thì chúng ta mới trọn vẹn cái sự nghiệp đó. Mà bố mẹ chắc cũng đang đợi rồi. Thật ra anh rất là quý, trân quý cái tình cảm của bố mẹ đã từ Yên Bái vào Hà Nội, đã xa rồi. Rồi từ Hà Nội bay qua thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rất trân trọng tình cảm đó. Ý là ba mẹ rất mong muốn Hiếu tìm cho một nửa yêu thương rồi đó. Nha, cố gắng lên. Ơi, không sao cả. Nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho cô gái. Hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên. Từ Hà Nội đến nhà bè đã gặp nhau. Nhưng chắc thiếu, không có thiếu nợ. Thành ra là thôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau, liên lạc với nhau. Dạ. Nói chuyện với nhau như những người bạn, giúp nhau để cùng tiến bộ nha. Dạ. Rồi biết đâu, lúc nào đó những nước nhà bè chảy tới Hà Nội thì sao? Ok, đây là những món quà dành cho các bạn đây. Đây là xà bông. Sáng Linh bán đi làm MC, tối bán xà bông. Xà bông rửa chén, rửa tay, xà bông lau sàn, ha. Xà bông bột, xà bông nước, Amity của Quyền Linh sản xuất. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Rồi, còn gì nữa không? Cái này của chúng. Rồi, đây là một cái voucher, 1 triệu là cái hai voucher Tasty Kitchen đó, một cái chuỗi cửa hàng này nè. Họ tặng 1 triệu đồng mà 2 triệu là ăn hai bữa. Đó, mình tại sao mình không tạo làm cái chuỗi này nếu mình giỏi trong cái việc đó nha. Nếu chúng ta giỏi chúng ta có thể tạo một cái thương hiệu, một cái chuỗi cửa hàng bán từ Hà Nội tới nhà bè luôn. Còn đây là một phần quà tặng đến từ tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Mỗi một phần quà là một voucher 10 triệu đồng. Đó.
Hưng Lộc Phát là cũng có đất ở Nhà Bè nữa đó nha. Có. Có mấy chưa căn hộ. Còn nữa ạ. Này, đây là bộ son Yurika do thép Vina QA gửi tặng cho bạn gái. Dạ. Hết rồi ạ. Rồi. À, chị tin là với một cô gái đáng yêu như em, tính cách nó rất là tích cực như em, làm cái gì là phải làm cho tới cùng như em, chắc chắn em sẽ có được một cái câu chuyện tình cảm thật là đẹp và thật là viên mãn. Dạ, cảm ơn. Hãy tạo cho mình những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hãy mở lòng mình, hãy cố gắng cười thật tươi, hãy cố gắng đem đến cho chúng ta thật nhiều cơ hội trong cuộc sống. Và đặc biệt là hãy tìm đến một hạnh phúc để chúng ta có một sự trọn vẹn trong giai đoạn trưởng thành này nha. Chúc các bạn luôn luôn may mắn trong cuộc sống và chúc các bạn sẽ thành công trong con đường mình đã chọn. Con này. Rồi, rồi xin mời qua đây. Đi xuống đi chị cầm cho. Hiếu qua đây. Mỗi người một con đường rồi Hiếu ơi. Đó mà gái xuống đó mà. Rồi. Hãy giữ lấy món quà chúng ta đang có để làm kỷ niệm cho ngày gặp mặt hôm nay. Mặc dù buổi gặp mặt nó không trọn vẹn lắm. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe không trọn vẹn lắm. Hai nút bấm đã không đồng điệu với nhau rồi. Cuộc sống đôi khi chúng ta không chọn cho mình một cái phận nào đó, chúng ta chỉ có thể có duyên gặp nhau thôi. Biết đâu được duyên phận sẽ đến với các bạn trong một ngày sớm nhất nha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình sau. Bạn muốn hẹn hò? Ủa cái này mới số đầu tiên. Cứ chào 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 kết đi rồi tính. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyên Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, nói cặp thứ hai, nói cặp thứ hai vô. Dạ. Thưa quý vị, như vậy cặp đầu tiên họ đã không bấm nút hẹn hò, rất là tiếc. Chúng ta hy vọng rằng cặp tiếp theo họ sẽ bấm nút hẹn hò với nhau. Mời quý vị, chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi xong, cảm ơn cô chú nha. Gửi lời thăm yên bái nha. Rồi, mở đi.